đa luồng và thông song bài số 6 trong Java. Chúng ta sẽ quan tâm đây, luồng trong Java. Luồng là một cái chuỗi hoạt động ở trong một chương trình, và đơn luồng trình đơn luồng xử lý một tác vụ tại một thời điểm bất kỳ. Đa tác vụ cho phép một cái tiến trình, một cái bộ xử lý đơn có thể chạy nhiều luồng song song với nhau cùng lúc. Phần lớn các hệ điều hành hiện đại đều hỗ trợ đa tác vụ. Các cái lợi thế của đa luồng tức là những cái hệ thống mà nó phải có gọi là phản hồi ấy, thì chúng ta sẽ phản ứng nhanh, rồi nó cho phép là trả lời cho cái đầu ra nó dễ hiểu hơn người dùng trong khoảng thời gian thực. Máy chủ có thể đáp ứng nhiều khách hàng cùng một lúc và có thể lợi dụng ưu thế của xử lý song song. Tiếp theo, rất nhiều tiến trình sẽ không có chia sẻ bộ nhớ chung. Một luồng có thể chia sẻ đồng thời bộ nhớ với cả những luồng khác trong cùng một tiến trình. Tất cả các luồng đều được quản lý bởi GVM, cái khung nhớ nhớ chung của cái máy ảo Java ấy, và có thể trao đổi đi với nhau. Khái niệm về luồng chỉ có là nhiều luồng trên nhiều CPU, trên CPU luồng. Nhiều luồng chia sẻ chung một CPU, để chia sẻ thời gian ra đây. Luồng trong Java thì tại một luồng ta phải mở rộng cái lớp, chúng ta phải gọi là kế thừa cái lớp Java Trees, hoặc là cài đặt cái giao diện của Runtable. Ở trong Java thì chúng ta nhất nếu mà mở rộng cái lớp Trees của Java thì chúng ta phải cài đặt cái phương thức là Run. Tương tự với chương chức main ở trong cái chương trình mà nó lần lượt. Run được gọi khi cái luồng được bắt đầu chạy. Một luồng kết thúc khi run dừng lại, và cái lệnh start của mặc định của thằng thuyết sẽ chạy cái run lần nữa. Và việc chạy run này không tạo ra luồng mới, tức là cái đối tượng tạo rồi. Việc cài đặt hoặc là cái giao diện của thằng runable. Việc tạo luồng trong Java thì ta sẽ được như này, hoặc ta sẽ tạo mở rộng cái lớp này, hoặc ta sẽ cài đặt cái giao diện thằng runable này. Thì nó từ đây, nếu mà chúng ta mà kiểu như là đang muốn chạy một applet kiểu cũ không còn đấy, thì sẽ dùng cái runable này. Ta cần đơn giản có một cái hàm run thôi, xong. Tất nhiên là cái lớp thuyết này thì có cài đặt cái giao diện này, cái giao diện cài riêng cũng được, sao cả. Trạng thái của thuyết thì có gì là tạo mới này, nhìn chạy này, sau đó runable chạy được này. Runable chỉ là một là đi dừng lại hoặc là chờ đợi gì đó, hoặc là waiting này, hoặc ngủ qua này, lock signal. Việc dừng hoạt động của thuyết một cái luồng thì một cái luồng trở nên là không chạy được khi một trong những sự kiện xảy ra, nhất là cái hàm sleep, cái hàm ngủ được thực thi. Hoặc là cái luồng cái gọi đến một phương thức là wait là chờ đợi, để đợi cho một hoạt động nào đó xảy ra trước và đáp ứng nhu cầu của chương trình. Hoặc một cái luồng nó bị chặn ở trên cái đường lấy dữ liệu rồi vào ra. Cụ thể như thế này, ta sẽ có là cái task class này, nó sẽ cài đặt cái giao diện runnable. Trong đó thì nó cần hai thứ, đó là cái cấu tử của nó và cái hàm run để cài đặt của cái bệnh này. Sau đó tạo đây, nó tạo một cái lớp đây, sau đó run thôi, tạo cái thuyết và đẩy ra. Thì cái thuyết này là cái nhân chính chạy trên, dựa trên cái nội dung trong này. Bài tập chúng ta vừa tạo các lớp này thử nhỉ, tự phát nhiều. Bao trang, muốn chỉ trang thử một cái mất chỉ đậu nào, có ra vào nhỉ. Không ra vào à? Đây này.
Ông mình không được. Đâu đó cũng mình đi. Đâu kêu mình theo người là Paris. Không quên. Tạo một cái lớp gì nhỉ? Chris này tạo một ba luồng, mỗi luồng in ra một cái này. Ba luồng 100 lần, 200 300 lần. Được. Tạo các lớp fit này. Rồi, được rồi. Nó lần này bởi phải chụp clip ở last. Thấy sao? Parent. À, không tập nữa. Cái này là thứ mục của này là task đi. Đầu tiên ta sẽ phải như dòng này đó, ta sẽ phải là tạo implementable paprika list class task implement enable. Rồi báo cáo gì đây, phải inherit defect xong. Ta cần một cái bao đây chậm xem lần nhé. Rồi xong rồi ta sẽ tại là private string đi người dễ string letter private run in the time. Nó sẽ tạo một cái public task và có là string tiếp luôn là người for nhỏ hơn tham in ra letter nhỉ. Thêm một dòng cho nó vui nhỉ. Xong bây giờ mới học main đi. Main này dọn ra vào rồi Abrecast main. Ok sẽ main function. Rồi ta học một cái thử đã nhỉ. Task mode còn new task chữ A hơi 10 lần nó đơn giản 10 lần. Task B task 2 B cũng 10 lần. Tạo tweet đâu 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 ở đây tweet. Sao còn mua nhà chính xác cái chỗ nhà quá xin mà tổng thể new tweet mẹ cái bọn đằng sau chơi đổ lông đủ cãi nhau của nào sao ra cái bộ đằng kia hai ông chẳng rồi với tôi thì tao chưa chẳng mà loạn lên có chán ăn
Nó nói xuất phát đấy. Làm gì có vẻ đi cờ bạc đâu đang đánh đủ lâu. Nhưng mà ví dụ con cả cờ bạc cái bố vợ con rể của mày tao luôn. Tối trước cậu lấy ông vô vô xong là mày tao luôn. Có bốc cứ hít máu hít bốc máu mày tao luôn. Thế làm gì được? Lấy cái bát xuống luôn. Mẹ vừa rửa bát xong. Rồi xong. Trộm bát. Ồ ồ. Chờ à? Chờ lại nữa. Mà chơi bộ môn gì mà mày tham được? Nè, đây, trước sau này, sâu xa như là đánh. Rồi, đấy, khá như vậy. Đây tiếp, cần dùng gì? Dạ.